phát huy truyền thống mưu trí, dũng cảm, khắc phục khó khăn, vận tải đường biển, chi viện chiến trường, quyết chiến quyết thắng của đoàn tàu không số anh hùng. Cán bộ, chiến sĩ Lữ đoàn 125 vùng 2 Hải quân hôm nay luôn tích cực huấn luyện giỏi, tăng cường huấn luyện thực binh, huấn luyện hiệp đồng, hoàn thành tốt và xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao. Mỗi khi có cán bộ, chiến sĩ mới về nhận công tác tại đơn vị, Đảng ủy, Chỉ huy Lữ đoàn 125 vùng 2 Hải quân đều dành những buổi đầu để tham quan nhà truyền thống của đơn vị. Hôm nay, Trung úy Trần Đình Hà, trưởng ngành hàng hải, tàu 501, Lữ đoàn 125 cùng các cán bộ chiến sĩ về nhận công tác đợt này có buổi tham quan nhà truyền thống. Tại đây, Trung úy Hà cùng đồng đội đã được ôn lại truyền thống 60 năm anh hùng của đoàn tàu không số, nơi những con người đã làm nên đường Hồ Chí Minh trên biển, một kỳ tích huyền thoại có 102 trong lịch sử chống ngoại xâm của dân tộc, là một trong 8 chiến công tiêu biểu của Hải quân Nhân dân Việt Nam anh hùng. Những buổi tham quan như thế này đã giúp Hà cùng đồng đội nhắc nhớ đến những truyền thống anh hùng của đơn vị. Từ đó, giúp anh và đồng đội có động cơ phấn đấu trong học tập và huấn luyện. Bản thân tôi khi được về công tác tại Lữ đoàn 125, tôi cảm thấy rất là vinh dự và tự hào khi được công tác tại Lữ đoàn nhiều truyền thống. Và trên cương vị là một người sĩ quan mới ra trường, tôi có trách nhiệm là cần phải học tập công tác và để phát triển, giữ gìn và phát huy cái truyền thống của Lữ đoàn 125 Hải quân. Được giới thiệu đến mọi người về truyền thống của lữ đoàn là bản thân rất là vinh dự và tự hào. Tức là cái truyền thống của lữ đoàn, nó là đoàn tàu không số năm xưa đã làm nên những chiến công huyền thoại trên con đường huyền thoại đường Hồ Chí Minh trên biển. Bản thân được sống trong một môi trường có truyền thống như vậy cũng phải phát huy cái tinh thần học tập hơn nữa để làm sao mà xứng đáng với những cái truyền thống mà cha ông đã để lại. Còn đây là một buổi huấn luyện tại bến của tàu 511. Đề mục huấn luyện là tàu 511 được lệnh hành quân theo đội hình biên đội và nhanh chóng chiếm lĩnh vị trí, phát huy hỏa lực để tiêu diệt các ổ đề kháng, các bãi cạn, chướng ngại vật trước khi biên đội thực hiện nhiệm vụ ủi bãi đổ bộ. Sau khi nhận lệnh báo động chiến đấu của thuyền trưởng, các ngành, các vị trí đã nhanh chóng cơ động về vị trí quy định, làm công tác chuẩn bị sẵn sàng công kích mục tiêu. Mỗi động tác, yếu lĩnh của cán bộ, chiến sĩ tàu đều thuần thục, chính xác. Công tác phối hợp hiệp đồng được thực hiện bài bản, nhịp nhàng. Có được điều đó là kết quả từ sự nghiêm túc, nền nếp trong duy trì huấn luyện sẵn sàng chiến đấu của lữ đoàn trong những năm qua. Cấp ủy chỉ huy tàu chúng tôi luôn luôn quán triệt sâu sắc cái mệnh lệnh huấn luyện năm 2020 của Tư lệnh Hải quân tới 100% cán bộ chiến sĩ trong đơn vị. Sau đó cấp ủy chỉ huy ra nghị quyết lãnh đạo xây dựng cái chỉ tiêu phấn đấu của đơn vị trong năm. Từ đó phân công trách nhiệm tới từng đồng chí cán bộ chỉ huy tàu và giúp đỡ các ngành trong quá trình huấn luyện. Lữ đoàn 15 là có bề dày truyền thống là lữ đoàn đoàn tàu không số. Công tác huấn luyện sẵn sàng chiến đấu là nhiệm vụ trung tâm thường xuyên của đơn vị. Cho nên Đảng ủy chỉ huy đoàn trong những năm qua đã có nhiều giải pháp đồng bộ để thiết thực lập nhiều cái thành tích, phát huy truyền thống của lữ đoàn và đồng thời là có nhiều thành tích để chuẩn bị cho cái kỷ niệm 60 năm ngày thành lập lữ đoàn. Nhờ phát huy truyền thống lữ đoàn anh hùng trong huấn luyện, những năm qua, lữ đoàn 125 thường xuyên làm tốt công tác huấn luyện sẵn sàng chiến đấu cũng như tăng cường huấn luyện thực binh, phối hợp hiệp đồng với các đơn vị trong quân chủng, góp phần hoàn thành thắng lợi các nhiệm vụ trên giao.